Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, khi nói đến lịch sử Việt Nam cận đại thì chúng ta không thể nào bỏ qua lĩnh vực báo chí, vì báo chí là một bộ phận chủ lực trong sự thăng trầm của dân tộc. Lịch sử của 69 năm dài, từ năm 1954 cho đến nay, đã chứng minh cho chúng ta có hai nền báo chí tương phản rõ rệt, đó là báo chí quốc gia và báo chí cộng sản. Cũng trong giai đoạn này thì chúng ta còn có báo chí của người Việt tị nạn ở nước ngoài và báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước từ sau năm 1975 khi quân Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam. Kính thưa quý vị, sau Hiệp định Geneva chia đôi Việt Nam năm 1954 tại vĩ tuyến 17, miền Bắc do Đảng Lao động Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản cai trị, và được sự hậu thuẫn của khối Cộng sản quốc tế do Nga lãnh đạo. Miền Nam nằm trong tay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do Thế giới Tự do, đại diện bởi Hoa Kỳ ủng hộ. Nhưng khi sai sanh, theo chế độ chính trị, báo chí miền Bắc hoàn toàn do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và kiểm soát. Người làm báo là những cán bộ của ngành tuyên truyền, sau này gọi là tuyên giáo. Họ phải viết theo lệnh của ban tuyên giáo. Ngược lại, báo chí trong Nam không do nhà nước thành lập và kiểm soát. Nhưng vì tiếp tục vừa chiến đấu chống quân Cộng sản, vừa xây dựng đất nước, nên báo chí này có những tự do hạn chế vì lý do an ninh, do chính phủ ràng buộc. Tuy nhiên, đội ngũ báo làm việc trong Nam không chịu bất cứ hình thức kiểm soát nào của nhà nước. Vì vậy, để có một cái nhìn công bằng và trung thực tối đa, VATV đã mời nhà báo Phạm Trần cùng với chúng tôi nhìn lại lịch sử báo chí Việt Nam thời cận đại để trình bày cho quý vị cùng những thăng trầm của nền báo chí này. Tất nhiên, chúng tôi có thể có những thiếu sót, nhưng với kinh nghiệm và chiều dài trên 60 năm hoạt động báo chí liên tục từ trong nước ra tới hải ngoại, chúng tôi hy vọng nhà báo Phạm Trần là một nhân chứng sẽ để lại cho chúng ta những đóng góp quý báu. Và sau đây, xin gửi đến quý vị vài dòng tiểu sử nhà báo Phạm Trần. Kính thưa quý vị, nhà báo Phạm Trần sinh năm 1940 tại làng Thủy Nhai, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, di cư vào Nam năm 1954, bước vào làng báo năm 1960. Trong suốt 15 năm làm báo, thì nhà báo Phạm Trần đã phục vụ cho nhiều nhật báo và tuần báo xuất bản tại Sài Gòn. Ông cũng làm việc cho phòng tin tức Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là VOA, từ năm 1968. Ông và gia đình được di tản qua Mỹ năm 1975. Sau khi tiếp tục phục vụ tại phòng tin tức chuyên ban tin Á Châu và Việt Nam của đài VOA, nhà báo Phạm Trần trở lại viết cho các nhà báo tiếng Việt xuất bản tại Hoa Kỳ từ năm 1976. Ông cũng là người xuất bản tờ Việt Báo, báo tiếng Việt đầu tiên tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Sau khi các chương trình truyền hình và đài phát thanh của người Việt ra đời, kể cả đài truyền hình SPTN, nhà báo Phạm Trần đã được mời tham gia các chương trình thời sự đặc biệt về Việt Nam từ năm 1977 cho đến nay. Các bài bình luận thời sự miễn phí của ông cũng thường xuyên xuất hiện trên Hoa Thịnh Đốn Việt Báo và nhiều báo mạng, website của người Việt. Khi được hỏi tại sao ông không đòi tiền nhuận bút, nhà báo Phạm Trần trả lời: ngay chữ báo còn chưa sống nổi thì họ làm gì có tiền mà trả nhuận bút. Câu trả lời này của ông cho chúng ta thấy, dù ông ở đâu, ở bất cứ thời đại nào, ông cũng đều quan tâm đến các nhà làm báo, viết báo. Và kính thưa quý vị, để hiểu rõ ngành báo chí Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi phần 1 tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn với nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị. Chuyển tiếp từ chế độ phong kiến thực dân Pháp kể từ năm 1954,
miền Nam Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, khai mở và chập chững bước vào hệ thống chính trị dân chủ, cộng hòa. Một trong những quyền căn bản của con người trong một đất nước theo đuổi thể chế tự do và dân chủ là quyền tự do tư tưởng, ngôn luận và quyền tự do báo chí, tức quyền được nói và biết sự thật liên quan đến vận mệnh của đất nước mình. Thực hiện loạt chương trình tài liệu với chủ đề báo chí truyền thông tại miền Nam Việt Nam kể từ năm 1954 đến năm 1975 và người Việt tị nạn tại hải ngoại sau năm 1975, dưới góc nhìn của nhà báo kỳ cựu và chuyên nghiệp Phạm Trần, bản tin Hoa Thịnh Đốn xin kính mời quý vị cùng nhìn lại sự thực thi quyền tự do ngôn luận qua lĩnh vực báo chí và truyền thông trong bối cảnh lịch sử cận đại của miền Nam Việt Nam, khởi đầu cho hệ thống chính trị dân chủ cộng hòa còn non trẻ, nhưng lại phải chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ cho lý tưởng tự do trước làn sóng đỏ từ phương Bắc, lãnh đạo bởi Cộng sản Xô Viết Nga và Trung Cộng và thi hành bởi Cộng sản Bắc Việt. Chương trình phỏng vấn tài liệu lịch sử với nhà báo Phạm Trần sẽ được phát hình qua nhiều kỳ, sẽ gửi đến quý vị về lịch sử báo chí, truyền thông miền Nam Việt Nam dưới hai thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa và cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại từ năm 1954 cho đến nay, cùng phản ảnh vai trò và trách nhiệm của báo chí trong giai đoạn lịch sử cận đại với nhiều biến động. Bên cạnh đó, với nội dung của chương trình phỏng vấn qua tường thuật của nhà báo Phạm Trần là một chứng nhân trong những biến cố lịch sử quan trọng của miền Nam Việt Nam, sẽ góp phần cung cấp nguồn sử liệu cận đại Việt Nam với những dữ kiện chính trị, quân sự, xã hội, tôn giáo trong giai đoạn chiến tranh quốc cộng trên mảnh đất miền Nam và đồng hành cùng với người Việt tị nạn ra đến hải ngoại trong công cuộc đấu tranh tiếp nối cho lý tưởng tự do, niềm khát vọng chưa đạt của dân tộc Việt. Xin trân trọng kính chào nhà báo Phạm Trần. Vâng, xin chào anh Công và xin kính chào quý vị khán thính giả của bản tin Hoa Thịnh Đốn. Thưa ông, bây giờ thì xin mời ông chúng ta hãy bắt đầu từ đầu, tức là bắt đầu vào thời đệ nhất Cộng hòa. Vậy thì thưa ông, xin ông cho biết báo chí đã khai sinh và bắt đầu trong thời đệ nhất Cộng hòa như thế nào thưa ông? Thứ nhất là xin cảm ơn anh Công. Thứ hai nữa là xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã bỏ thời giờ để nghe anh em chúng tôi nói chuyện trong cái chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn về một cái đề tài có tính cách lịch sử. Nó quan trọng ở cái chỗ là lịch sử báo chí Việt Nam từ sau năm 1954 mà cho đến ra tới nước ngoài, cho đến bây giờ là năm 2023. Một cái chặng đường dài lịch sử như vậy, nó trải qua rất nhiều giai đoạn về vấn đề chính trị. Về chính quyền thì nói về vấn đề đệ nhất Cộng hòa thì như chúng ta đã biết là thời chính phủ của cụ Ngô Đình Diệm chỉ có kéo dài 9 năm. Mà lúc đó báo chí thì cũng chỉ có trên 10 tờ mà thôi, mà đã có 2 tờ báo là của chính quyền rồi. Còn khoảng chừng độ 6 tờ thì là đứng giữa, không có thuần túy có tính cách thương mại, không có màu sắc chính trị gì đặc biệt, là vì họ sợ bị kiểm duyệt, bị sợ bị tịch thu. Còn lại chừng 3 tờ là có tính cách đối lập. Đối lập, càng đối lập bao nhiêu đó thì báo chí càng thiệt hại bấy nhiêu. Thành ra cái thời đệ nhất Cộng hòa đó, nói về cái đời sống của người làm báo nói chung đó, hết sức là khó khăn. Nếu muốn sống thì không có đụng tới chính quyền. Chúng ta cũng nhớ là chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm là một cái chính quyền mới nhậm chức từ sau thời Pháp thuộc và thời của vua Bảo Đại. Thành ra tìm mọi cách để kiểm soát tình hình về vấn đề chính trị cũng như là về vấn đề quân sự, song song với vấn đề dẹp các phe phái, các giáo phái Cao Đài, Bình Xuyên, Hòa Hảo, những cái phe chống đối đó, thì chính quyền có một cái nhiệm vụ là phải làm sao kiểm soát được dư luận. Mà cái cơ quan kiểm soát dư luận lúc đó đó đặt dưới quyền của ông cố vấn mà em ruột của Tổng thống Ngô Đình Diệm, tức là ông Ngô Đình Nhu. Và cái người mà trực tiếp điều khiển cái cơ quan tình báo trung ương là ông bác sĩ Trần Kim Tuyến, là một người cộng sự viên đắc lực
của ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Thành ra báo chí của chúng tôi lúc đó đó thì chủ báo luôn luôn khuyến cáo các người viết báo và cộng sự viên phải đo đắn cho nó đàng hoàng, tức là viết lách, chọn chữ cho nó không có đụng chạm. Là bởi vì cái cơ quan kiểm duyệt của chính quyền Ngô Đình Diệm rất là tinh vi, và họ bao gồm những người đã làm cái nghề kiểm duyệt từ lâu rồi. Họ có kinh nghiệm, cả người Bắc, người Nam, người Trung, thì họ rất là rành rẽ về tiếng Việt, chữ Việt, cách sử dụng chữ, mà nói cạnh, nói khóe là người ta đều khơi ra được hết, và người ta có lý do. Thành ra làm báo lúc đó, về phương diện chủ báo, bị kiểm soát bởi hai vấn đề. Chính quyền Ngô Đình Diệm đưa ra cái chính sách mua mực in và mua giấy in. Đó, hai cái đó, mặc dù chính quyền Ngô Đình Diệm không có luật báo chí mà kiểm duyệt báo chí gì cả, nhưng mà riêng hai cái điều kiện đó, anh muốn ra báo là anh phải mua giấy báo và anh phải mua mực để mà in báo. Nếu mà anh không có mua mực thì không có thể nào in báo được. Hai cái điều đó, hai cái việc làm đó của chính quyền Ngô Đình Diệm tụ chung lại là kiểm duyệt báo chí một cách trái hình. Hơn nữa là tờ báo phải đưa đi kiểm duyệt. Đưa đi kiểm duyệt là cả một cái gánh nặng. Phải ít nhất là 2 giờ đồng hồ trước khi báo được phép in. Chứ đừng có nói rằng là in trước, anh in trước là cảnh sát vào tịch thu ngay lập tức. Thế nhà làm báo thời đó đối với những người phóng viên đi săn tin hết sức là khó khăn. Phần lớn là chúng tôi tùy thuộc vào các bản tin của Việt Nam Thông Tấn Xã, các bản tin của các đài phát thanh quốc tế, rồi mình đọc, mình chọn lựa, sàng lọc lại, đôi khi sửa lại những cái chữ nghĩa của BBC, của VOA, của các đài phát thanh quốc tế cho nó nhẹ nhàng, hay là dịch bản tin của AFP, UPI, AP Reuters có văn phòng ở Sài Gòn lúc đó, cũng cả là một vấn đề. Thành ra làm báo dưới thời của đệ nhất Cộng Hòa hết sức là khó khăn đối với chủ báo, và càng khó khăn đối với cái người ký giả như chúng tôi, là bởi vì nếu mà chẳng may cái bài báo của mình bị tịch thu là có cả một cái vấn đề an ninh để ý đến anh, rồi công an đến điều tra, rồi nhiều khi bị vạ lây. Ông chủ báo và ông quản lý nói rằng là thôi từ nay đi anh viết chuyện khác thì đừng có làm tin nữa. Đó, thành ra làm báo dưới thời đệ nhất Cộng Hòa luôn luôn bị đe dọa. Nhưng mà tuy nhiên á, cái trong cái sự đe dọa đó, nó cũng có cái sự tự do mà các nhà báo chúng tôi có thể luồn lách được, có thể luồn lách được. Và cái đấy là cái nói sơ lược về cái thời đệ nhất Cộng Hòa là nó như thế đó anh Công.